Minh Béo liên tục phải uống thuốc trong tù. Sau phiên luận tội đầu tiên tại nhà tù CJ1 Central Men's Jail thuộc khu tổ hợp nhà tù Theo Lacy tại quận Cam, bang California, nước Mỹ vào ngày 15 tháng 4, Minh Béo tiếp tục bị tạm giam, chờ xét xử. Nam diễn viên đã phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Thời gian qua, anh trai Minh Béo vẫn ở Mỹ thăm và động viên tinh thần em. Chị gái của diễn viên hài đã về Australia sau phiên luận tội vài ngày. Liên lạc với luật sư Đỗ Phủ, người bào chữa cho Minh Béo, ông cho biết tâm trạng Minh ban đầu rất bồn chồn, nôn nóng nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn. Có điều, sức khỏe của anh không tốt lắm vì thường xuyên đau bụng do thức ăn không hợp. Nhân viên y tế của nhà tù mỗi ngày đều cho Minh uống thuốc. Luật sư Đỗ Phủ cũng cho biết thêm, hiện ông đã tiếp cận đầy đủ hồ sơ vụ án. Trước câu hỏi có bằng chứng nào của bên biện lý chưa thỏa đáng, ông Đỗ Phủ trả lời, tôi chưa thể đưa ra bất cứ kết luận hay thông tin gì cụ thể liên quan đến thân chủ của mình. Tất cả bằng chứng hay phản bác lại bằng chứng của biện lý, tôi chỉ có thể trình bày trong phiên tòa. Trả lời thắc mắc về việc cơ quan công tố quận Cam đã có bằng chứng chứng minh Minh Béo lạm dụng tình dục trẻ em là tin nhắn giữa nam diễn viên và cậu bé. Luật sư cho biết, biện lý tất nhiên sẽ có những bằng chứng của họ, tuy nhiên họ đưa ra là chuyện của họ, không phải tất cả đều khả tín. Khi xem xét những bằng chứng đó, luật sư phải hỏi lại thân chủ và kiểm chứng lại. Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5, phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 10 tháng 6. We'll be right back.